Vâng, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ The Watch nhé. Vâng, hôm nay đồng hồ The Watch chúng tôi lại review để giới thiệu với 500 anh em là 5 mẫu đồng hồ săn dài nữ dành cho chị em đeo văn phòng đang có mặt tại hệ thống đồng hồ The Watch của chúng tôi. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một anh chị em nhé. Rồi. Rồi, đến với mẫu đồng hồ đầu tiên trong buổi review hôm nay thì đây trước mắt chị em là một mẫu đồng hồ săn dài đến từ Thụy Sĩ, có giá bán là có 2.290.000. Đây, tôi sẽ tháo quả bông ra cho anh em xem. Về chức năng của em này thì gồm có lịch ngày ở cọc số 3 giờ truyền thống này và lịch thứ ở cọc số 6 giờ, có một mũi tên để di chuyển rất là lạ mắt luôn chị em ạ. Đó, mặt được thiết kế là mặt màu đen, dây màu bạc cực kỳ là chất luôn. Vâng, tôi sẽ đo size mặt em này cho chị em để có thể ướm lên tay mình nhé. Vâng, size mặt của em này là gọi là 30. Đấy, size mặt 30 anh em nhé. Đây, size mặt 30. Đó, đôi giày của em này. Độ dày của em này là có 7.1 mini. Đó, gọi là 7 đây. Đấy. Gần như mẫu đồng hồ này thì là dành cho chị em nào mà có cổ tay là trung bình trở lên thì đeo mẫu đồng hồ này rất là đẹp, bởi size 30 thì dành cho các bạn nào có cổ tay to một chút thì đeo rất là đẹp. Đó, rất là chất luôn. Thì mẫu đồng hồ này là dùng dành cho là dân văn phòng, nói thẳng nhất là dành cho dân văn phòng. Chị em nào muốn đeo nó đơn giản thôi mà không quá cầu kỳ thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ chị em nên mua để tặng cho mình hoặc tặng cho người thân thì rất là hợp lý luôn. Và giá của em này thì cũng rất là hợp lý. Đây, là có 2.290.000, hoặc là các anh mua tặng cho các chị cũng rất là ok. Đây, khóa này, khóa G3 nhé. Đó, khóa G3 luôn. Đây, mã của em này là NO2115SA. Vâng, 2115SA. Đấy, anh chị em nào mua online chúng tôi siêu chị em 20% và thay pin miễn phí trọn đời cho anh chị em. Đó, đây, giá là 2.290.000, siêu 20% thì chỉ còn khoảng 1.800.000 thôi chị em nhé. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ hai. Đây, trước mắt chị em là một mẫu đồng hồ được thiết kế là rất là cổ điển, classic luôn. Đó, đó. Mặt dial được thiết kế là lịch thứ và lịch ngày cọc số 3 giờ. Đấy, truyền thống luôn. Mặt kính là sapphire. Độ chiều nước là 3 TM cho chị em đi mưa rửa tay thoải mái luôn. Đó, đây, được thiết kế rất là sang chảnh và đẹp nhá. Rồi, dây rất là đẹp này. Đó, mặt kính sapphire. Khép 316L. Mặt dial màu đen. Đấy, những cái cọc số này, cọc số 6 và 12 là số, còn đều là những cái vạch số rất là nổi bật trên cái màn nền đen này. Rồi, size mặt của em nó nào. Size mặt của em nó là gọi là 28.9. Đấy, 28.9 bằng 29 đi. Đó. Độ dày là 7.3. Đó, độ dày là 7.3. Thì chị em nào có cổ tay trung bình trở lên, đấy, cổ tay cho trung bình trở lên, với bạn nào ví dụ khoảng tầm 50 cân đổ lên ấy, gọi là 50 cân đổ lên đi, thì chị em đeo những mẫu đồng hồ này rất là ok. Còn nếu khoảng tầm 45 cân đổ xuống thì tôi nghĩ là đeo đồng hồ này nó hơi to so với cổ tay của mình. Nó tùy, những bạn nào còn lùn, béo, cao, thấp nữa, chúng là nói thế để đánh giá nó cũng chung chung. Đó, thì cứ gọi là bạn nữ nào có cổ tay khoảng tầm 14, 15, 16 thì tôi nghĩ là đeo mẫu đồng hồ này rất là ok, rất là đẹp luôn. Đấy, đầy đủ các chức năng cho chị em văn phòng luôn. Đấy, thì hôm nay tôi review là 5 mẫu đồng hồ này, chủ yếu là để cho các chị em dân văn phòng. Đấy, văn phòng hoặc công nhân các thứ là đeo không cần nó cầu kỳ hoa lá, thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ nó nổi đồng cổ đá rồi, thì đeo khỏi phải nghĩ luôn. Rồi, giá của em này đây, giá của em này là có 1.990.000. Chị em mua online thôi cũng siêu 20% cho chị em và thay pin miễn phí cho chị em nhé. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ ba. Thì đây, trước mắt chị em đây là một mẫu đồng hồ cũng là thương hiệu săn dài đến từ Thụy Sĩ. Đấy, phiên bản là mặt dial màu trắng, dây màu bạc, trắng bạc luôn. Đấy, lại gồm có cái lịch ngày ở cọc số là từ 4 cho đến 8 giờ. Đó. Thì cái mũi tên này chỉ vào ngày nào thì cái đấy là ngày chính chị em nhé. Đấy, trên này có chữ là khắc chữ sapphire đây, mặt sapphire chống xước cho chị em. Cho nên là chị em hoàn toàn yên tâm khi mua đồng hồ săn dài này, không phải lo về xước các thứ gì nữa. Đây, mã của em nó đây.
Mã của em nó là DL779SWA. Vâng. Giá của em này cũng có 1.990.000. Đấy, khi anh em mua online thì chị em mua online thì chúng tôi sẽ sale cho 10%. Đó, chỉ còn khoảng tầm 1.990.000 thì sale 10% thì chỉ có khoảng tầm còn 1.600.000 thôi. Vâng, chỉ còn 1.600.000 đấy chị em nhé. Đấy, các anh mua đeo mua tặng cho vợ này hoặc là tặng cho người yêu hoặc là tặng cho người thân thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ đáng nên mua, bởi vì nó quá rẻ mà chất lượng thì không thua kém gì những mẫu đồng hồ là cao cấp đắt tiền. Đấy, anh em biết thương hiệu Sunrise này rồi thì không phải lo lắng gì nữa. Ai bảo đây là hàng nhái hàng giả, chúng tôi sẽ đền cho anh chị em gấp 10 lần luôn. Vâng. Bây giờ tôi sẽ đo cái phần mặt số này cho chị em. Đó. Là 28,9, gọi là 29 đi. 7.2. Đó, độ dày là 7.2, mặt là 29 đi. Thì dành cho những chị em là có cổ tay là trung bình trở lên. Đấy, cổ tay mà nhỏ nhỏ có thể không nên đeo. Bởi vì nó mẫu đồng hồ này thì thật ra là nó phải dành cho cổ tay nào trung bình là khoảng tầm cổ tay 14, 15, 16 đều đeo mẫu đồng hồ này rất là ok. Cổ tay 16, 17 đấy, đều đeo đồng hồ này được. Mẫu đồng hồ này rất là ok được. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ tư. Thì đây, trước mắt chị em là một mẫu đồng hồ tôi nghĩ là có thiết kế rất là đẹp luôn. Mặt được thiết kế khá là cầu kỳ, có lịch thứ lịch ngày ở cọc số 3 giờ. Đó. Thì cái ngày chính ở xem là xem ở trên cái ô cọc số 3 giờ đây, nhưng mà nó được thiết kế là hở đấy, hở cái lịch này. Đấy, từ cọc số 10 giờ cho đến cọc số 5 giờ đây. Đấy, rất là chất luôn. Đấy, anh chị em nhìn nhé. Đấy, rất là chất luôn. Nó tạo cho cái đồng hồ có sự sinh động. Sinh động cho cái mặt đồng hồ này. Đấy, được thiết kế là mặt màu đen. Đấy, dây vỏ màu trắng. Đấy, hôm nay thì tôi làm một combo là chủ yếu là dây vỏ màu trắng bạc cho chị em. Đấy, thép 316L. Đấy, mặt kính sapphire. Độ chịu nước là 3 ATM cho chị em đi mưa rửa tay thoải mái. Rồi, size mặt của em nó nè. Rồi, size mặt của em nó là cũng 29,9, gọi là 30. Đấy, mẫu đồng hồ này là 6,9, độ dày là 6,9. Tôi tay trái nên đo nó hơi bị ngược cho anh em thông cảm, chị em thông cảm nhé. Đấy, rồi, ok, rất là đẹp luôn. Mà mẫu đồng hồ này là cũng dành cho những chị em là có cổ tay trung bình trở lên. Đấy, ví dụ là cổ tay từ 14, 15, 16, 17 tôi nghĩ là đeo rất là ok. Nó đẹp nhất là khoảng tầm 16, 17 là chị em đeo mẫu đồng hồ này là tôi nghĩ là rất là hợp. Đấy, giá của em này đây là 2.290.000. Mua online chúng tôi siêu anh chị em 10% và thay pin miễn phí trọn đời cho chị em. Mẫu đồng hồ này phải mua tặng mua thiết thì khỏi mình nghĩ rồi. 2.290.000 thì siêu 20% thì nó cũng chỉ còn khoảng tầm 1.800.000 thôi. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ cuối cùng. Thì ở đây, trước mắt chị em đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế mặt khá đơn giản. Đó, mặt rất là đơn giản luôn. Đấy. Cọc số 12 giờ được đính hai viên đá lấp lánh luôn đây, đây chị em này. Đó. Đấy, mặt kính sapphire. Đấy, thiết kế khá mỏng. Cái mẫu đồng hồ này được thiết kế khá là mỏng luôn. Vâng, đường kính của em này là 29,7. Đấy, 29,7. Và độ dày này. Độ dày là có 6 mm thôi chị em nhé. Con đồng hồ này, mẫu đồng hồ này là mẫu đồng hồ mỏng nhất đây, có 5,9 mm luôn đây này. Đó. Mẫu đồng hồ này là mẫu đồng hồ mỏng nhất tôi từng thấy luôn. Đấy, đây là mẫu đồng hồ mỏng nhất trong 5 mẫu này. Đó. Thì ok, mặt đồng hồ này cũng dành cho chị em là có cổ tay trung bình trở lên. Đấy, phần dây đây. Đấy, khóa gập 3. Đây, khóa này. Chất luôn, sắc nét luôn. Đấy. Cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, mặt sau của em nó đây. Đó. Các thông số kỹ thuật đều nằm ở mặt sau này chị em nhé. Đây, mặt cực kỳ sang luôn. Đấy, thì trên 5 mẫu này chủ yếu là dành cho chị em nào đeo văn phòng. Đấy, chị em nào đeo văn phòng mà không thích sự hoa lá cành thì tôi nghĩ 5 mẫu này là nên chọn, là nên mua anh chị em ạ. Rồi, đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có chiếc thẻ bảo hành đây. Đây là một chiếc thẻ bảo hành chính hãng nhé. Mà đây là một chiếc thẻ bảo hành quốc tế thôi. Đấy, quốc tế luôn. Đó, và mặt sau này là để điền những cái thông số kỹ thuật của thương hiệu này. Rồi, thì đi kèm với sản phẩm bao giờ cũng có một chiếc hộp đây. Vâng, là một chiếc hộp chính hãng của Sunrise. Đây, đi nhũ đây. Đó, hoa văn rất là đẹp luôn này. Đây. Đấy, đây là một chiếc hộp chính hãng của Sunrise nhé. Đấy, anh chị em mua trên mạng nó là đóng vào một những cái hộp linh tinh thì tôi nghĩ đấy là hàng nhái thôi hoặc là hàng vớ vẩn thôi. Đấy. Vâng, đồng hồ Sunrise của chúng tôi đều được bảo hành máy là 2 năm và thay pin miễn phí trọn đời cho anh chị em. Đấy. Thì anh chị em nào xem là kết được mẫu đồng hồ nào trong 5 mẫu này
thì hãy comment dưới video này hoặc là gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại hotline Zalo trên màn hình để đặt hàng anh chị em nhé. Vâng, anh chị em xem video nhớ like, share và chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ dấu vắt chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, bây giờ tôi cũng xin kết thúc video này tại đây. Xin chào và tạm biệt anh chị em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.